Mến chào quý vị và các bạn. Vậy là tựa game Tai Ương đã ra mắt với nhiều câu chuyện rùng rợn được hé lộ đan xen nhau, một cách kể chuyện khá giống với Brickcut 2. Tuy mới chỉ là bản Early Access và còn bỏ ngỏ hai chương cuối của game, nhưng về cơ bản, câu chuyện chính của trò chơi đã được lột trần. Vậy hãy để Linh kể cho các bạn nghe điều gì đã xảy ra nhé. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 13 tháng 6 năm 1952. Một ông chủ giàu có đất Sài Thành quyết định làm lễ động thổ cho tòa chung cư Phong Xích Lan của mình nhưng bất thành. Không chịu từ bỏ, ông chủ này cho mời về một thầy Pháp để xem khu vực này gặp phải vấn đề gì. Thầy Pháp xem qua phán rằng phong thủy nơi đây ngũ hành khiếm khuyết, thiếu hành kim, hành quan trọng nhất trong việc xây dựng, khiến cho nơi này không thể cất cao quá 3 trượng. Vì nợ ông chủ ân tình, thầy Pháp đã liều lĩnh dùng thuật pháp cấm trấn yểm bổ khuyết cho ngũ hành nơi này. Ông ta sử dụng thi thể của 4 cô trinh nữ mệnh kim tạo thành tứ trụ kim nâng đỡ cho tòa chung cư. Đến ngày 4 tháng 4 năm 1960, chung cư Phong Xích Lan chính thức đi vào hoạt động với hơn 1.000 căn hộ. Một trong những hộ gia đình sinh sống tại đó chính là nhà ông Nhật Bà Loan, bố mẹ của Huy, nhân vật mà chúng ta điều khiển. Gia đình Huy năm xưa là gia đình cơ bản, với bố là thủ kho của một công ty nhà nước, còn mẹ thì làm thợ may tại nhà. Gia đình tưởng như êm ấm nhưng mãi chẳng có mụn con nào. Trong xã hội cũ, chuyện con cái không chỉ là chuyện vui cửa, vui nhà, mà còn là chữ hiếu với cha mẹ, với dòng họ, tổ tiên. Mẹ của ông Nhật gửi thư gây sức ép, mong rằng con trai sẽ tìm mối khác, phải bằng được tòi ra một đứa cháu trai mới thôi. Bà Loan cũng vì điều đó mà buồn rầu. Vừa hay bên cạnh có ông thầy Pháp tên Lợi Danh, pháp thuật cao thâm. Bà Loan chạy chữa ở nhiều nơi nhưng không được, bèn nhờ thầy Pháp một phen. Ngày 15 tháng 7 năm 1989, ông Danh tiến hành một nghi lễ cầu con trai cho bà Loan. Thủ tục gồm có, bà Loan phải ăn một nhau thai còn sống, sau đó dán một lá bùa ở đằng sau lưng, dùng máu yểm lên nó. Khi lấy lá bùa ở trong phòng lão Danh, chúng ta biết được nhân dạng của ba cô gái đồng trinh mà năm xưa vị pháp sư nọ chuồn xuống trấn yểm. Còn một cô gái không thấy di ảnh, cũng chẳng có bát hương, không rõ là vì sao. Vậy ra ông Danh này chính là con trai của vị pháp sư năm xưa. Khi nghi lễ cầu tự kết thúc, trời đất bỗng tối sầm lại. Trước mắt đã là ngày 17 tháng 3 năm 1990. Bà Loan thật sự đã hạ sinh một quý tử, đó chính là Huy, nhân vật chính. Gia đình họ từ đó sinh sống viên mãn, cho đến khi Huy bắt đầu cứng cáp. Tuy chỉ là trẻ con, nhưng Huy cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ từ mẹ. Hàng ngày bà vẫn ngồi ở cái máy may, thay chỉ, kéo vải, đạp bàn, nhưng nó máy móc đến kỳ lạ. Đặc biệt là bà luôn tiết ra một mùi hôi thối như xác chết, vô cùng kinh tởm. Về phần ông Nhật, có vẻ như sau khi sinh ra Huy, sự nghiệp ông có chút thăng tiến. Bằng chứng cho sự no đủ là chiếc xe máy DD đặt ở trong nhà. Nếu đã được nghe ông bà bố mẹ kể lại, thời điểm trước khi đổi tiền năm 1975, thì chiếc xe máy DD có giá trị bằng một miếng đất. Huy thậm chí còn có cả máy điện tử 4 nút, nói chung là không thiếu thứ gì. Mọi thứ càng thêm viên mãn khi bà Loan bầu đứa thứ hai. Đứa bé đó là em gái Huy, tên Huyền. Con bé học hành khá ấn tượng, nhưng bố mẹ nghĩ rằng phận đàn bà học ít thôi, để tiền lo cho anh mày học đại học, nên Huyền chỉ được học đến hết lớp 9, rồi phải vào trường giáo dục thường xuyên. Con bé dần hư hỏng, đi theo đám bạn xấu, nó không hứng thú học hành nữa, mà ngày ngày chỉ ngồi vẽ những bức tranh thể hiện tâm tư trong lòng. Lại nói từ ngày con Huyền nó sinh ra, nhà ông Nhật bà Loan gặp một đống chuyện. Ông Nhật ở cơ quan là một người liêm chính, dù nhiều lần được các thế lực hắc ám cúng phong bì nhưng kiên quyết không nhận. Ông bị trúng đì dẫn đến mất việc, gánh nặng tài chính đè lên người bà Loan, tiền trong nhà cạn dần. Bà Loan đi vay mượn khắp nơi để gia đình sinh sống, chủ nợ đến tận nhà đập phá chửi bới. Và bà còn làm một việc vô cùng kinh tởm, đó là lăng loàn với chính lão pháp sư Danh, với sản phẩm chính là con bé Huyền. Ông Nhật từ ngày thất nghiệp, tính khí cục cằn, nóng nảy thất thường. Ông cả ngày uống rượu, say xỉn là chửi mắng vợ con, đặc biệt là con Huyền. Hôm đó là sinh nhật Huyền, cả nhà dù đang khó khăn vẫn tổ chức cho nó một bữa thật linh đình. Mọi thứ đang vui vẻ thì chủ nợ chửi thẳng vào trong nhà, khiến không khí lại trở nên u ám. Không thể chịu nổi cảnh túng quẫn, ông Nhật bà Loan đã làm một việc vô cùng kinh khủng, đó là nhờ lão Danh làm lễ giải hạn cho con Huyền, thứ được xem là cội nguồn của tam tai. Nhưng thật ra cái lễ giải hạn đó lại là một nghi thức nhằm hồi sinh một con quỷ được vị pháp sư năm xưa đặt tên là Tai Ương. Tai Ương chính là sản phẩm của những oán linh trinh nữ bị yểm bùa năm xưa. Đáng lẽ ra vị pháp sư và con trai là Lợi Danh
Sau này có về lại chung cư, tiến vào địa ngục tai ương nhằm siêu độ những oán linh còn vất vưởng, giải cứu sinh linh quanh đây. Nhưng trong lúc then chốt, lão danh phản bội cha mình, nung đầu ý định điều khiển ác thần, khiến cha lão bị kẹt ở địa ngục hơn 30 năm. Cho đến khi lão đánh dấu máu lên huyên nhằm hồi sinh tai ương, vị pháp sư mới thoát khỏi địa ngục nhưng vẫn mắc kẹt ở nơi ranh giới hai cõi, chính là căn phòng này. Nghi lễ hồi sinh con quỷ thành công sau khi con huyên chết, tưởng rằng mọi thứ sẽ êm ấm trở lại. Nhưng ông Nhật ngày một suy đồi. Một hôm say xỉn, ông chở bà Loan trên chiếc xe DD để về nhà. Mồm liên tục chửi bới, con bích này, con bích nọ, không phải đánh bài, mà có lẽ ông đã nhận ra mình bị cắm sừng bao lâu nay. Cái sừng đấy còn khiến ông tán ra bại sản. Ông đi ngược chiều, phóng như điên như dại. Đến một đoạn, có một bàn tay từ đằng sau giữ chặt tay lái ông Nhật, khiến ông không thể đánh lái. Họ thơm mạnh vào chiếc xe tải. Double kill. Kết thúc early access. Vậy là Huy đã dần dần vén màn được lý do gia đình cậu bị vướng vào thảm cảnh. Ở chương 3 và 4 còn lại của tựa game sẽ khai thác thêm về danh tính của những trinh nữ bị trấn yểm ở chung cư năm xưa. Có vẻ như chính họ mới là khởi nguồn của những tai họa ập đến dân cư của tòa nhà Phong Xích Lan. Và bên cạnh câu chuyện gia đình Huy, còn có rất nhiều những câu chuyện thảm khốc khác đã được vị pháp sư kia khéo léo kể lại qua những chiếc radio mà Huy nhìn thấy xung quanh mình. Ngày xưa, gia đình kia có 5 người anh em sinh ra cùng một mảnh. Tên của các anh em lần lượt là tay phải, tay trắng, chân phải, chân trắng, em cũng tên đầu. Một hôm, mẹ bị bệnh nên tay phải quyết định đi tìm thầy thuốc. Sau khi tạm biệt các em, thì tay phải vội vã rời đi. Những người em ở nhà chờ phải, không thấy anh trai quay về. Lần này, tay trai mới nói với các em là có thể tay phải bị lạc đường rồi. Cậu có tìm tìm anh nên cũng tự giác mọi người rồi ra đi. Bọn họ cứ như vậy từng người một rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại em cùng. Cậu nhìn thấy mẹ thoi thóp, hơi thở yếu ớt, không thể trở lại được nữa. Cậu em cũng chậm chững từng bước lăn ra cửa. Và thế là xong, hết chuyện. Tôi thương anh và thương nghĩ rất lâu. Rất lâu sau đó, cuối cùng cũng hiểu ra. Chứ những linh hồn thiếu được chiến quản không thể đồng thắng. Thường hay vất vưởng ở nơi họ chịu. Họ đôi khi là nơi có ấn tượng sâu đậm nhất với họ. Trong đời tôi, từng xảy ra một chuyện kinh dị khiến cho tôi mỗi khi nhớ lại đều sợ cả gai ốc. Năm 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, tôi và ông anh trai song sinh học từ quê ở Sài Gòn đi kiếm nhà trọ. Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả ở tỉnh. Cha mẹ tôi cùng chúng tôi có những năm tháng đại học thoải mái về cả tinh thần lẫn vật chất, nên ông bà đã giúp tôi giảm được số tiền khá lớn đối với sinh viên thời đó. Anh em tôi thuê hạ một căn hộ chung cư ở tầng 1. Nơi này xây dựng cũng hơn 18 năm rồi. Nhưng được bảo dưỡng tốt, nội thất đơn giản, tường sơn màu xanh nhạt mỏng manh. Ngày đầu tiên dọn đi và người bạn của anh trai tôi đến phụ giúp. Tôi hôm đó sau khi xong việc, anh tôi cùng các bạn kéo nhau đi nhậu. Tôi thì xui xẻo buổi chiều ăn chảo lòng nên bị đau bụng. Sức khỏe của tôi rất yếu, thường xuyên ốm vặt và dễ bị chột bụng. Dường như một quy luật môi trường, anh trai tôi gần lại khỏe như vậy. Sau khi bọn họ đi hết thì căn nhà trở nên yên tĩnh. Tôi tranh thủ nằm xuống mở radio nghe chương trình đọc truyện đêm khuya. Cả người mỏi nhiều, tôi thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi có tiếng khóc rưng rưng lúc xa lúc gần. Tôi chậm chậm mở mắt nhìn trần nhà, mọi thứ vẫn còn loè loẹt nhưng giọng nói bên tai rất rõ ràng. Tôi xoay đầu hướng về phía sau đó và nhìn thấy một cái đầu con quỷ đầy bóng hẹp ngoài cửa sổ đang nhìn chằm chằm tôi. Người tôi rút lên mặt mặt. Sau khi tháo đinh giải phong ấn cho thầy Pháp, Huy nhận được một lá bùa hộ mệnh, thứ sẽ giúp đỡ cậu rất nhiều trong tương lai. Vì là một sản phẩm đến từ Việt Nam nên mình cũng muốn góp vài lời đánh giá chân thành nhất đến tai ương. Đầu tiên về cái tên, mình thấy đó là một cái tên hay khi nó bao hàm được nhiều tầng nghĩa trong câu chuyện. Vừa là danh từ, chỉ một thế lực tà ác, trùm cuối của game,
vừa là tính từ ám chỉ sự báo ứng dành cho con người. Về câu chuyện của trò chơi, mình cảm thấy nó đủ lôi cuốn nhưng hơi cũ. Nghĩa là về cơ bản trước khi chơi chúng ta đã gần như đoán được đến 80% cốt truyện. Các bạn có thể xem clip dự đoán của mình ở phần mô tả. Điều đó là chấp nhận được với một sản phẩm đầu tay đòi hỏi sự an toàn. Về gameplay mình thấy tai ương học hỏi rất nhiều từ Home Sweet Home, nếu không muốn nói là bê nguyên cơ chế hoạt động của đàn anh. Điều này là khó tránh khỏi khi người ta đã làm trước và thành công thì chúng ta khó có thể nghĩ ra một cái mới hoàn toàn khác biệt. Về yếu tố văn hóa, đây là thứ mình thích nhất ở tựa game khi nó mang lại sự gần gũi đến sởn da gà. Từ những trò chơi dân gian như trốn tìm, nhảy lò cò, những căn chung cư kiểu cũ, những con búp bê Nga, những vật dụng từ cái kéo, con dao, cái tủ, gạch lát và đặc biệt là tượng gỗ. Chúng đều mang đậm chất Việt nhưng có vài yếu tố các bạn đưa vào nhưng chưa giải thích rõ ý nghĩa, khiến các bạn trẻ khi tiếp cận sẽ đánh mất sự hứng thú. Điển hình có thể kể đến là cờ phướn, loại cờ thường xuất hiện ở đám tang. Ý nghĩa cờ này là gì? Vai trò của nó trong một tang lễ ra sao? Về hình ảnh âm thanh, đủ đẹp để hù dọa, đủ ám ảnh để gây sự bất an. Nhưng có vẻ như nhạc nền hơi ít, nhất là những trường đoạn muốn gia tăng cảm xúc. Có lẽ vấn đề về kinh phí và bản quyền. Lời cuối mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến RRG vì cơ hội được nhận key để trải nghiệm sớm tựa game. Với mỗi sản phẩm đến từ nước ta, mình đều trân trọng và nâng niu vì biết ngành công nghiệp này là một thử thách vô cùng lớn. Chúc các bạn sẽ là nguồn cảm hứng vô tận và Việt Nam sẽ sớm có trong phần ngôn ngữ của các tựa game bom tấn trong tương lai. Như thường lệ, tôi là Châu Huệ Linh. Còn bây giờ thì, see ya!